Chào mừng các bạn đến với chương trình Kiến thức An Coi của Skyverse TV. Mình là Valentino, sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong chương trình hôm nay. Dự án mà Skyverse TV muốn gửi tới trong số tiếp theo của series là Immutable X với token IMX. Video ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung chính như sau. 1. Tổng quan về Immutable X. 2. Cách thức hoạt động. 3. Đội ngũ phát triển dự án. 4. Nhà đầu tư chính và quỹ phát triển. 5. Sự kiện hợp tác nổi bật trong năm 2021 và 2022. 6. Thông tin về token IMX. Và cuối cùng là nhận định chủ quan của Skyverse TV về dự án này. Và ngay sau đây, hãy cùng mình đi vào các nội dung chính. Và đừng quên nhấn like và subscribe để giúp chúng mình có thêm động lực sản xuất ra những nội dung chất lượng hơn nữa. Immutable X là một giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 trên Ethereum được xây dựng chuyên biệt cho lĩnh vực NFT. Dự án này có thể mang lại cho người dùng của mình khả năng xác thực giao dịch tức thì và phí gas gần như miễn phí. Từ đó, Immutable X đóng vai trò là phản ứng trực tiếp cho những thách thức hiện tại mà hệ sinh thái NFT trên Ethereum đang phải đối mặt, là giao dịch chậm và phí gas quá cao. Được biết, Immutable X là thành quả của sự hợp tác giữa công ty phát triển chính của dự án là Immutable và một công ty blockchain có tên Starkware Industries. Để nói về quá trình hoạt động của nền tảng Immutable X, thì nền tảng này sử dụng công nghệ chính là Zero Knowledge Rollup, hay còn được gọi là ZK Rollup. Cụ thể, người dùng sẽ khóa tài sản trong một hợp đồng thông minh trực tuyến, và các tài sản này có thể được giao dịch ngoài chuỗi tại các nền tảng Layer 2 khác. Những giao dịch này sẽ được sắp xếp thành một chuỗi lịch sử nhất quán trước khi tạo ra các Validity Proof, tạm dịch là bằng chứng xác thực hợp lệ. Sau đó, dữ liệu về các giao dịch đã được xử lý sẽ được nhóm lại trong một khối duy nhất cùng với những thông tin cần thiết để gửi lên chuỗi chính nhằm xác minh tính hợp lệ. Qua đó, chính nhờ giải pháp công nghệ ZK Rollup mà chi phí giao dịch NFT trên Immutable X rất thấp và tốc độ xử lý giao dịch rất nhanh, lên đến 2.000 giao dịch mỗi giây nhưng vẫn duy trì được tính bảo mật thừa hưởng từ mainnet của Ethereum. Giao thức Immutable X được phụ trách và quản lý bởi đội ngũ phát triển cũng từ công ty Immutable. Hiện tại, công ty này có hàng trăm nhân sự dày dặn kinh nghiệm về công nghệ, đặc biệt là blockchain và fintech. Và đáng chú ý nhất là sự đóng góp của hai anh em đồng sáng lập, James Ferguson và Robbie Ferguson, cùng giám đốc công nghệ là Alex Connolly. Ba cá nhân này đều là những cử nhân xuất sắc tốt nghiệp ngành luật và khoa học máy tính của trường đại học Sydney danh giá. Trong đó, James Ferguson đã có 7 năm kinh nghiệm tại các vị trí trải dài từ quản lý cho đến CEO tại các công ty làm về lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ như Newlock hay Sobiac. Ông Robbie Ferguson thì đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu blockchain tại tập đoàn kiểm toán toàn cầu KPMG. Và bên cạnh đó, ông Alex Connolly là nhà phát triển chính xây dựng nền tảng cho các dự án game blockchain hàng đầu như God Unchained và Guild of Guardians. Về các nhà đầu tư chính của nền tảng, kể từ năm 2018 đến nay, công ty Immutable cùng giao thức Immutable X đã huy động được hàng trăm triệu đô la từ các quỹ đầu tư lớn. Cụ thể, vào năm 2018, Immutable X đã huy động được 2,4 triệu đô la tại một vòng đầu tư hạt giống với sự tham gia của các quỹ Nirvana Capital, Continue Capital và Coinbase Venture. Đến năm 2019, Immutable X đã huy động được 15 triệu đô tại vòng gọi vốn Series A do Nasper Venture và Galaxy Digital dẫn đầu. Vào tháng 9 năm 2021, Immutable X tiếp tục huy động được 13 triệu đô thông qua các sự kiện bán token trên CoinList. Và cũng trong tháng 9 này, Immutable đã huy động được thêm 60 triệu đô. Từ đó, nâng định giá ở công ty này lên đến 410 triệu đô. Các quỹ tham gia vòng đầu tư này bao gồm Process Venture, Alameda Research, Apex Capital và Huobi Venture. Và chỉ trong nửa năm sau đó, vào tháng 3 năm 2022, Immutable cho biết đã huy động thành công 200 triệu đô từ các nhà đầu tư Temasek, Mirai Asset, Parafi Capital, Declaration Partners và Tension Holding, nâng mức định giá của công ty lên gấp 6 lần và đạt tổng cộng là 2,5 tỷ đô. Với lượng vốn đầu tư lớn như vậy được rót vào công ty mẹ, Immutable X có vẻ như đang bắt tay và xây dựng quỹ phát triển hệ sinh thái riêng. Mới đây, vào tháng 6 năm 2022, Immutable X vừa công bố một quỹ phát triển trị giá 500 triệu đô, chủ yếu dành cho các dự án game blockchain trên nền tảng, với sự tài trợ của các công ty như Bitcraft, Animoca Brand, A3 Venture, King River và GameStop. Dựa trên sự hậu thuẫn của nhiều quỹ đầu tư nổi bật trên thị trường, trong 2 năm qua, nhiều thương hiệu lớn trên toàn cầu cũng bắt đầu hợp tác với dự án này. Vào tháng 10 năm 2021, các thương hiệu lớn như TikTok và Disney đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng giải pháp của Immutable X cho các bộ sưu tập NFT đầu tiên của mình. Chỉ một tháng sau đó,
Vào tháng 11 năm 2021, công ty phát triển game Playco đã thông báo hợp tác với Immutable X nhằm giúp người chơi có thể trải nghiệm không gian NFT một cách ít tốn kém và mượt mà nhất. Và mở đầu cho năm 2022 là sự kiện GameStop hợp tác với Immutable X cho ra mắt sàn giao dịch NFT và lập quỹ đầu tư trị giá 100 triệu đô nhằm thu hút các nhà phát triển và các studio game tham gia vào hệ sinh thái. Vào tháng 5 năm nay, Rarible, một trong những sàn NFT nổi tiếng trên thị trường, đã công bố hợp tác với Immutable X nhằm cung cấp cho người dùng của mình trải nghiệm tuyệt vời với quá trình giao dịch nhanh chóng cùng mức phí gần như bằng không. Và mới đây nhất, vào tháng 6 năm 2022, công ty thẻ tín dụng Mastercard đã chính thức trở thành đối tác của Immutable, cho phép khách hàng của mình mua NFT trực tiếp bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Sau đây, Skyverse TV sẽ cùng các bạn tìm hiểu về token của dự án này là token IMX. Theo thông tin chính thức, IMX là token gốc của giao thích Immutable X với tổng cung là 2 tỷ token. Và cho đến hiện tại, nguồn cung lưu hành của token này đang là 235 triệu. Tổng cung 2 tỷ token IMX được phân bổ như sau. 51,74% lượng token sẽ được dùng để phát triển hệ sinh thái. 25% sẽ được dùng để phát triển dự án. 14,26% tổng cung sẽ được phân bổ cho các vòng private sale. 5% sẽ dành cho các vòng public sale. Và 4% lượng token còn lại sẽ được dùng làm quỹ dự trữ. Chủ yếu, token IMX được dùng cho 3 hoạt động chính, đó là để thanh toán phí giao dịch, để bỏ phiếu cho các đề xuất liên quan đến sự phát triển và mở rộng trong tương lai, cũng như để dùng cho hoạt động staking. Khi đó, 20% doanh thu từ phí giao dịch của dự án Immutable X sẽ được tận dụng làm phần thưởng cho chính hoạt động này. Nói cụ thể hơn về mục đích thanh toán phí giao dịch, thì 20% phí giao thức của Immutable phải được thanh toán bằng token IMX, hoặc Immutable sẽ tự động hoán đổi đơn vị tiền tệ mua thực tế cho IMX trên thị trường mở. Đồng thời, các đề xuất mà người dùng bỏ phiếu sẽ xoay quanh các hoạt động như phân bổ dự trữ token, ra mắt sự kiện tài trợ của nhà phát triển, kích hoạt phần thưởng hàng ngày và những thay đổi trong việc cung cấp token. Người dùng càng nắm giữ nhiều token thì quyền biểu quyết của họ lại càng lớn. Ngoài ra, để token IMX của bạn được coi là đã stake, bạn phải đang giữ IMX trên các layer 1 hoặc layer 2, cũng như đã bỏ phiếu cho ít nhất một đề xuất quản trị trong khoảng 30 ngày qua. Dựa trên những thông tin mà chúng mình đã cung cấp, thì các bạn đánh giá như thế nào về dự án này? Sau đây, Skyverse TV xin đưa ra những quan điểm chủ quan về nền tảng Immutable X như sau. Lưu ý là những nhận định này đều không phải lời khuyên đầu tư, mà chỉ là thông tin tổng hợp kèm ý kiến đánh giá chủ quan từ Skyverse TV. Quý khán giả đang dõi theo chương trình nên tự xem xét và đưa ra những quyết định phù hợp nhất đối với vị thế đầu tư của bản thân. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần ưu điểm. Thứ nhất là hướng đi tập trung vào mảng NFT và GameFi có thể đem lại nhiều cơ hội phát triển do thị trường GameFi mới đang ở giai đoạn sơ khai. Hiện tại, ngành công nghiệp game trên toàn thế giới đang được định giá lên đến 180 tỷ đô. Do đó, đây có thể coi là mục tiêu khá tiềm năng. Ưu điểm thứ hai là theo thống kê của Dune Analytics, số lượng holder tăng trưởng rất mạnh và liên tục trong suốt một năm nay, cho thấy một tín hiệu rất tốt của dự án Immutable X. Và ưu điểm cuối cùng, đó là Immutable X có được sự hậu thuẫn từ rất nhiều quỹ đầu tư có tiếng như Coinbase Venture, Huobi Venture, Alameda Research, Parafi Capital hay Tencent Holding với tổng số tiền huy động được là gần 300 triệu đô. Đồng thời, dự án này cũng làm việc với các đối tác toàn cầu như TikTok, Playco, GameStop và Mastercard. Song song với đó, Immutable X cũng có cho riêng mình quỹ phát triển hệ sinh thái lên tới 500 triệu đô cùng với sự hỗ trợ của Animoca Brand, một ông lớn trong mảng đầu tư NFT và GameFi với rất nhiều thương vụ thành công. Vậy, còn nhược điểm của dự án này thì sao? Nhược điểm thứ nhất là mức lạm phát của token IMX còn khá lớn vì hiện nay mới chỉ 1 phần 10 con số tổng cung được lưu hành trên thị trường, tức vẫn còn đến 1,8 tỷ token đang chờ được phát hành. Và nhược điểm thứ hai, Immutable X là một nền tảng còn khá mới, hiện chỉ có hai dự án đáng chú ý là God Unchained và Guild Guardian, nhưng cũng không thực sự mang lại nhiều doanh thu cho dự án. Tổng kết lại, Immutable X là một dự án còn khá mới với chỉ khoảng 1 phần 10 tổng cung được lưu hành trên thị trường. Hiện mức lạm phát của token IMX còn khá lớn, tuy nhiên tiềm năng phát triển của nền tảng này là vô tận vì thị trường GameFi mới chỉ đang ở giai đoạn đầu trong ngành công nghiệp game đang rất bùng nổ. Đồng thời, với sự hỗ trợ từ nhiều quỹ đầu tư lớn cũng như các đối tác có kinh nghiệm trong ngành. Vì vậy, theo chúng mình đánh giá, Immutable X hoàn toàn có khả năng hoàn thành tầm nhìn của họ là cung cấp cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất và phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái của mình trong tương lai. Các bạn nghĩ sao về dự án Immutable X này? Hãy cùng đưa ra ý kiến thảo luận với chúng mình về dự án này ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video trong series Kiến thức ăn coi hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ Skyverse TV trong những số tiếp theo. Ngoài ra, nếu các bạn có bất cứ góp ý hay thắc mắc nào, xin hãy gửi thông tin từ chúng mình ở đường link trong phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại!